Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp tỉnh DTI năm 2022 được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Vĩnh Phúc xếp thứ 18 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 nằm trong top 10 cả nước về chuyển đổi số. Để đạt được điều này, Vĩnh Phúc đã và đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm mang lại hiệu quả tích cực, nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh. Nếu trong năm 2022 tỷ lệ người dân cài đặt mã số định danh điện tử còn thấp, thì đến hết tháng 8 năm 2023, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho 100% công dân từ 14 tuổi trở lên, hoàn thành trước kế hoạch giao gần 2 tháng. Tỷ lệ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, đứng thứ 2 cả nước. Để có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm hướng tới số hóa định danh công dân trên toàn địa bàn, không kể ngày đêm, đi tận ngõ, gõ từng nhà. Người dân và chính quyền địa phương đã và đang sử dụng hiệu quả tiện ích mang lại từ quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính hiện nay. Hiện nay thì với cái kết quả đạt được như đấy thì đối với Vĩnh Phúc chúng ta thực hiện đạt trong cái top 10 toàn quốc. Từ đó góp phần rất tích cực vào trong quá trình cái thực hiện cái dịch vụ công trên mọi lĩnh vực. Và tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành để chia sẻ các dữ liệu để đảm bảo cái tiện ích cho mọi người dân trong quá trình thực hiện các cái dịch vụ công và phục vụ cái việc phát triển chính phủ số. Theo báo cáo thường niên Kinh tế số Việt Nam năm 2022, Vĩnh Phúc đứng thứ 5 cả nước về tỷ trọng kinh tế số trên GLDP đạt 22,87%. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 100%. Vĩnh Phúc là địa phương sớm có chương trình chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp. Thậm chí tỉnh đã hỗ trợ nguồn ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp làm điều này. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chọn được giải pháp chuyển đổi số phù hợp. Từ đó công tác quản lý và hiệu suất công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Có một số những cái kênh mà khách hàng có thể tham khảo thông qua để biết đến công ty du lịch Âu Việt chúng tôi, như là những cái chương trình các trang mạng xã hội, các trang web và của công ty chúng tôi. Thì qua đó thì khách hàng sẽ biết nhiều đến công ty du lịch Âu Việt ở Vĩnh Phúc và cũng đặt những cái chương trình lịch trình tour nội địa và quốc tế. VNPT cũng trên địa bàn cũng đang tích cực triển khai các cái giải pháp cho doanh nghiệp như là liên quan đến cả như các sản phẩm về phục vụ cho sàn thương mại điện tử, các dịch vụ liên quan đến quản lý doanh nghiệp, như số hóa cho doanh nghiệp, các cái sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ cho khối doanh nghiệp để phục vụ cho thúc đẩy cái phát triển kinh tế, và như cũng các cái giao dịch số phục vụ cho các cái kết nối số trên địa bàn. Ngoài ra thì trong thời gian tới thì VNPT Vĩnh Phúc cũng sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng các hệ thống mạng lưới vì trên địa bàn, như đang thúc đẩy triển khai mở rộng tiếp các cái năng lực mạng lưới cáp quang mở rộng để phục vụ cho chính quyền như khách hàng. Tuy nhiên hiện nay, cơ sở hạ tầng số, nhân lực số và cơ chế thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao phục vụ công tác chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Khắc phục tình trạng trên, Vĩnh Phúc đã ký kết thỏa thuận hợp tác với thúc đẩy chuyển đổi số đến năm 2025 với tập đoàn FPT. Trong nội dung thỏa thuận, FPT sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số cho Vĩnh Phúc, phát triển nền tảng số phục vụ kết nối đa chiều, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Về tỉnh Vĩnh Phúc ấy, thì FPT đánh giá rất là cao về GDP của tỉnh và cái chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc. Do đó trong chiến lược hợp tác chuyển đổi số toàn diện đối với tỉnh Vĩnh Phúc thì FPT cũng rất là quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được, thứ nhất là nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh Vĩnh Phúc trong cái lĩnh vực công nghệ và đặc biệt là lĩnh vực logistics. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng số phục vụ xây dựng nền tảng số, dữ liệu số, củng cố an toàn thông tin, an ninh mạng. Vĩnh Phúc xây dựng trung tâm giám sát an toàn, an ninh không gian mạng, nâng cấp mạng máy tính của các sở, ban ngành của tỉnh, mạng máy tính, máy in, máy quét cấp xã
bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho cấp xã tham gia cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, khai thác vận hành hệ thống một cửa điện tử liên thông, triển khai các ứng dụng chuyên ngành, số hóa, cập nhật dữ liệu điện tử. Với quan điểm lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số, người dân và doanh nghiệp của Vĩnh Phúc đã và đang được hưởng nhiều lợi ích thiết thực từ các dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vĩnh Phúc cũng như các tỉnh nói chung thì trong năm vừa rồi qua cái đánh giá mức độ chuyển đổi số của chúng tôi thì đều có sự tăng trưởng về chuyển đổi số, và kể cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên nói chung trên quy mô quốc gia thì để thực hiện chuyển đổi số cũng như đạt được những mục tiêu đến năm 2025 rất nhiều những mục tiêu quan trọng thì chúng ta phải có cái sự quyết tâm quyết liệt hơn nữa để chúng ta đạt được chuyển đổi số trong thời gian tới theo những mục tiêu đặc biệt để phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới nhằm khắc phục hạn chế và vươn lên thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng DTI cấp tỉnh, Vĩnh Phúc xác định cần quan tâm đẩy mạnh phát triển hạ tầng số phục vụ xây dựng nền tảng số, dữ liệu số, tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy dịch vụ công thiết thực mức độ 3, mức độ 4 với mục đích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tôi sẽ tiếp tục tham mưu với tỉnh để triển khai các ứng dụng dùng chung cho các sở ban ngành địa phương của tỉnh để cung cấp các cái dịch vụ đến với người dân, ví dụ như là cái ứng dụng về một hệ thống tiếp nhận cái phản ánh kiến nghị của các tổ chức công dân lên các cấp chính quyền. Thứ hai nữa là xây dựng cái hệ thống cổng dữ liệu mở của tỉnh để cung cấp dữ liệu đến các cái doanh nghiệp người dân để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Chuyển đổi số đã và đang đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và từng bước làm thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với sự chủ động, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của các sở, ngành, địa phương sẽ tạo tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc tiến nhanh hơn đến xây dựng chính quyền số.